Rau diếp cá được coi là một thảo dược quý và có nhiều công dụng hữu ích với sức khỏe chúng ta. Với những công dụng và thành phần có trong rau diếp cá nó có thể dùng để trị táo bón cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vậy cách sử dụng rau diếp cá trị táo bón cho trẻ sinh như thế nào để có hiệu quả sẽ được chia sẻ trong video dưới đây từ bác sĩ tiêu hóa. Tại sao rau diếp cá trị táo bón cho trẻ sơ sinh? Công dụng của rau diếp cá Rau diếp cá theo y học cổ truyền có đặc tính như vị cay, tính hàn và có tác dụng thanh nhiệt hay giải độc cơ thể, lợi tiểu và sát trùng. Do đó chúng được sử dụng với mục đích kháng khuẩn hay tiêu viêm ở những người mắc bệnh đường ruột. Ngoài ra rau diếp cá còn chứa một lượng chất sơ đáng kể vì thế nó rất tốt cho những người bị táo bón. Có thể thấy rau diếp cá được sử dụng với mục đích chữa bệnh phổ biến như Hạ sốt ở trẻ em, tác dụng chữa trị, chữa viêm âm đạo, chữa ho hay sỏi thận, chữa đái rất tiểu đêm, và đặc biệt cực kỳ hữu ích với trẻ sơ sinh bị táo bón. Ngoài ra nó cũng còn chứa rất nhiều các công dụng quý báu khác nữa. Đối với những trẻ bị táo bón thì rau diếp cá giúp làm mềm phân hơn nhờ lượng chất sơ có ở lá diếp cá, đồng thời giúp đẩy lùi tình trạng táo bón và các nguy cơ gây viêm nhiễm đường ruột. Cách dùng rau diếp cá trị táo bón cho trẻ sơ sinh với rau diếp cá có thể trị táo bón cho trẻ sơ sinh bằng nhiều cách khác nhau cho trẻ ăn sống rau diếp cá trị táo bón cho trẻ sơ sinh ăn sống là cách trị táo bón bằng rau diếp cá nhanh nhất và tốt nhất khi cho trẻ ăn sống cần đảm bảo rằng rửa rau thật sạch và an toàn bằng nước muối chẳng hạn để tránh đưa vi khuẩn vào đường tiêu hóa của trẻ tuy nhiên ăn sống rau diếp cá là một vấn đề khó ở trẻ vị mùi vị của nó thường không hề dễ chịu nhất là ở các trẻ lười ăn rau thì việc đó càng khó khăn hơn uống nước rau diếp cá tươi trị táo bón nếu bé khó ăn được lá diếp cá sống mẹ có thể xay lá diếp cá ra và lọc lấy nước cho bé uống cũng có thể mang lại những hiệu quả tương tự như ăn lá diếp cá sống. Bạn hãy lấy một ít lá rau diếp cá, rửa sạch và ngâm với nước muối loãng để làm sạch vi khuẩn hay bụi bẩn còn bám trên lá. Sau đó xay nhuyễn và lọc lấy nước cho bé uống trước bữa ăn khoảng 2 đến 3 lần như vậy có thể thấy hiệu quả trị táo bón rõ rệt. Mẹ cũng có thể thêm ít đường để làm giảm đi mùi tanh của rau diếp cá và kích thích vị giác cho trẻ. Hãy kiên trì cho bé uống loại nước này vì nó không những trị táo bón cho trẻ mà còn rất nhiều những công dụng hữu ích khác đối với cơ thể bé. Uống nước rau diếp cá khô trị táo bón. Đây được coi là phương pháp cứu cánh cho những trẻ không thể ngửi được mùi của rau diếp cá tươi. Sử dụng lá rau diếp cá đem rửa sạch và phơi khô như lá trẻ rồi cho vào nồi nước để đun sôi với tỷ lệ nước là 10g, 300ml nước. Hãm cho bé uống hàng ngày thay cho nước lọc, cách này giúp giảm bớt mùi tanh của rau diếp cá nhưng vẫn chứa một lượng chất giúp trị táo bón cho trẻ. Một số lưu ý cho mẹ khi sử dụng rau diếp cá trị táo bón cho trẻ sơ sinh. Tuy dùng rau diếp cá trị táo cho trẻ sơ sinh an toàn và lành tính nhưng nếu mẹ không áp dụng đúng cách cũng có thể gây nên những nguy hại cho bé. Một số lưu ý khi mẹ dùng rau diếp cá trị táo bón cho trẻ sơ sinh là chọn nguồn rau sạch đảm bảo vệ sinh, không phun thuốc trừ sâu hay tưới rau bằng phân tươi để tránh cho việc các vi khuẩn có thể xâm nhập vào hệ tiêu hóa non nớt chưa hoàn thiện của trẻ, không nên ép trẻ uống quá nhiều nước diếp cá mà bên cạnh đó hãy bổ sung thêm các loại nước khác như vitamin và khoáng chất hay nước ép trái cây cho trẻ dễ dàng tiêu hóa và bổ sung dưỡng chất cho bé. Với trẻ sơ sinh đang bú sữa mẹ thì mẹ cần ăn nhiều rau xanh chứa chất xơ lên, hạn chế các đồ hộp, đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ hay với những trẻ sơ sinh đang trong giai đoạn ăn dặm có thể bổ sung cho bé nhiều loại rau xanh chứa nhiều chất xơ hay trái cây chín trong thực đơn hàng ngày để trẻ dễ tiêu hóa. Khuyến khích trẻ tăng vận động để có thể kích thích nhu động ruột và tăng tiêu hóa các chất và dễ đi ngoài hơn. Hạn chế cho trẻ ngồi xem TV hay điện thoại liên tục trong nhiều giờ. Phương pháp sử dụng rau diếp cá trị táo bón cho trẻ sơ sinh rất tốt nhưng chúng cũng có hai nhược điểm, mùi khiến trẻ khó uống và không chịu uống. Thứ hai là không phù hợp với cơ địa của bé để khắc phục nhược điểm này mẹ có thể tham khảo thêm sử dụng các loại men tiêu hóa cho trẻ sơ sinh giúp hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa hay hỗ trợ táo bón cho trẻ. Mùi vị vừa thơm ngon lại vừa dễ sử dụng cho mẹ, men tiêu hóa Amano Enzyme Gold bổ sung lợi khuẩn đường ruột ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại để thiết lập lại cân bằng hệ vi sinh vật đường tiêu hóa giúp cho hệ tiêu hóa của bé được khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn. Do đó nó có thể ngừa ngừa được các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, đầy bụng. Đồng thời nó cũng bổ sung các enzyme tiêu hóa cùng các vitamin và khoáng chất giúp bổ sung và tăng cường hấp thu dinh dưỡng tốt hơn cho trẻ. Hiện nay men tiêu hóa được coi là một giải pháp giúp bảo vệ hệ tiêu hóa của trẻ. Khi sử dụng men tiêu hóa cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi mẹ cần tham khảo và hỏi ý kiến của bác sĩ. Có nhiều cách giúp mẹ có thể trị táo bón cho trẻ sơ sinh như rau diếp cá chẳng hạn hãy cùng theo dõi kênh để có thể xem thêm nhiều thông tin hữu ích khi chăm sóc sức khỏe cho trẻ mẹ nhé. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy Thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình. Khi cần được tư vấn, hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.